Diego Maradona năm 1986. Hạt nhựa PP dùng quất được sản xuất từ nguyên liệu propylene chất lượng cao bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, dùng để sản xuất đồ nhựa gia dụng, linh kiện trong lĩnh vực thiết bị y tế và công nghiệp phụ trợ. PSA đang phát triển các chủng loại PP mới, ứng dụng màng phim, phun ép, sợi ion đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. PP dùng quất, hạt ngọc hóa dầu. Nghe gọi thả ga, bay sinh tận hưởng cùng ưu đãi tri ân khách hàng của Vinaphone. Cơ hội trúng 50 chuyến du lịch Singapore mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. 350 thẻ nạp điện thoại mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỷ đồng. Truy cập ứng dụng MyVNPT để biết thêm chi tiết và mở quà ngay hôm nay. Nghe gọi thả ga, bay sinh tận hưởng cùng ưu đãi tri ân khách hàng của Vinaphone. Cơ hội trúng 50 chuyến du lịch Singapore mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. 350 thẻ nạp điện thoại mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỷ đồng. Truy cập ứng dụng MyVNPT để biết thêm chi tiết và mở quà ngay hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 19 tháng 12 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Hội nghị Quân ủy Trung ương thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bộ Công an thông tin kết quả nhiều vụ án dư luận đang quan tâm. Các doanh nghiệp nội địa nỗ lực tận dụng các ưu thế từ các hiệp định thương mại tự do và cả sức mua ở trong nước nhằm vượt qua khó khăn do sức mua toàn cầu suy giảm. Philippines kéo dài mức thuế thấp đối với gạo và các mặt hàng lương thực khác đến cuối năm sau để chống lạm phát. Kính thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị phiên họp lần thứ 5 để xem xét thông qua một số nội dung công việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Đất nước có yên thì mới có thể phát triển.